Sự đời trớ trêu thay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa. Nàng buồn hóa tâm tư đau thương, phá tâm bệnh trong lòng như khóc hoa. Người mần cớ đi nơi linh thiêng, mong quên đi hết nỗi sầu triền miên, để lại thấy đương trang bớt đau trong tim này.